điều kiện để đất cây lâu năm, hay là một số nơi gọi là đất vườn tạp, hay là đất cây hàng năm, có thể chuyển đổi lên thành đất thổ cư và làm được nhà ở, thì cái mảnh đất đó nó phải nằm cùng thửa với cái mảnh đất mà đã có đất ở, các bạn thân mến. Hoặc là cái mảnh đất cây lâu năm đó nó phải ở giữa, ở trong làng, và nó có quy hoạch lên đất ở, các bạn thân mến. Rất nhiều người không biết rằng là đất cây lâu năm của mình, trong sổ của mình, ví dụ trong sổ của bạn có 1.000 m², mà đất cây lâu năm là 800 m, còn đất ở là 200 m, thì bạn hoàn toàn có thể chuyển đổi 800 m kia lên thành đất ở được. Đó, phải cùng thửa với cái đất ở thì bạn sẽ sẵn sàng bạn lên được đất ở. Hoặc là đất cây lâu năm nó nằm trong làng và được nhà nước quy hoạch lên ngành đất ở thì các bạn sẽ lên được đất ở. Rất nhiều người chưa hiểu vấn đề này, có thể là mua sai hoặc là không biết là đất của mình sẽ lên được đất ở. Và các bạn, khi mà bạn lên được đất ở hoặc 100% cái mảnh đất của bạn, ví dụ bạn có 1.000 m, bạn lên được 100% đất ở thì nó rõ ràng nó rất giá trị, bạn có thể phân lô bán nền. Hoặc là vài nghìn mét của bạn có thể chuyển đổi lên đất ở thì rõ ràng là đất của bạn rất là giá trị. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của trước ngày hôm nay. Các bạn thân mến, thì các bạn có thể đặt câu hỏi gì mà liên quan đến đất đai thì mình sẽ xin trả lời các bạn ở các cái video sau, các bạn thân mến. Qua những cái video của mình thì các bạn thân mến, thì mình hy vọng rằng sẽ giúp được ai đó không bị mua nhầm, hay là có cơ hội để chuyển đổi cái mảnh đất của mình đang ở lên thành đất thổ cư và có thể làm nhà được một cách hợp pháp. Thế bạn thân mến, thì khi mà chuyển đổi hẹn các bạn ghi sau đây các bạn nhé.